Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập Tập 59 Xin mời mở bổn kinh ra Phần khoa chú Nguyễn Trung Trang 110 Kinh văn phía trước Đã nêu ra một thí dụ Thí dụ Tương đối rõ ràng Đơn giản, dễ hiểu Kinh văn từ đây vì sao? Đây là pháp hợp Là hợp chung với đoạn Thí dụ này để nói Mời xem kinh văn Ở hàng thứ nhất Thị cố địa tạng Bồ Tát Cụ Đại Từ Bi Cứu bạc tội khổ chúng sanh Sanh nhân thiên trung Lịnh thọ diệu lạc thì chư tội chúng Tri nghiệp đạo khổ Thoát đắc xuất ly Vĩnh bất tái lịch Đoạn văn này Vô cùng đáng để chúng ta Cảnh giác Bồ Tát ở trong ba đường ác Khuyên dạy tất cả chúng sanh Ở trong đây Khiến cho họ Giác ngộ sám hối Quay đầu Hệ ai ở trong đường ác Sanh lên một niệm tâm sám hối Chân thật Thì đều có thể lập tức thoát khỏi đường ác những sự việc này chúng ta xem thấy rất nhiều trong kinh điển có rất nhiều đồng tu sau khi xem xong không thể sanh lên niềm tin cho rằng trong đời này đã tạo rất nhiều tội nghiệp đọa vào trong ác đạo thật là không dễ gì thoát ra được trên kinh nói là đọa lạc vào ác đạo rất khó thoát ra tại vì sao có một niệm sám hối chân thành thì họ dễ dàng thoát ra như vậy thật sự mà nói chúng sanh tạo ác nghiệp thì không dễ gì sanh lên một niệm tâm sám hối chân thành nhỏ bé đó được đạo lý là ở chỗ này họ có thể sanh một niệm tâm là họ thật sự sám hối chứ không phải là giả thực sự quay đầu ngạn ngữ thời xưa thường nói lãng tử quay đầu dù có vàng cũng không đổi họ chưa quay đầu như vậy thì họ là người tốt trong người tốt việc đó hy hữu biết bao vấn đề là họ đang ở trong ác đạo bạn xem ở trong cõi người chúng ta được mấy người có một niệm thật tâm quay đầu đầu óc của con người sáng suốt hơn nhiều so với đầu óc của chúng sanh đang ở trong ba đường ác chúng ta cũng có thể nói như vậy thập pháp giới càng đi lên phía trên thì đầu óc càng sáng suốt không có mê mờ càng đi xuống phía dưới thì càng mê hoặc càng không sáng suốt địa ngục là xuống đến cực điểm rồi mê đến cực điểm rồi ở trong cái hoàn cảnh đó nếu họ sanh một niệm tâm thanh tịnh một niệm tâm sám hối bạn mới biết được là rất hy hữu Do đó Phật mới nói ở trong ác đạo rất khó ra khỏi Đạo lý là ở chỗ này Cùng một đạo lý giống nhau Tại vì sao chúng ta đọa lạc vào trong luân hồi Vô lượng kiếp đến nay rồi Đời đời kiếp kiếp Cũng không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Là do nguyên nhân gì Bạn mới biết Một niệm thật tâm sám hối Đó là khó phát khởi đến như vậy Đạo lý là ở chỗ này Cho nên Phạm Thánh Chân thật là cách nhau Chỉ có một niệm mà thôi Một niệm giác Liền siêu phàm nhập Thánh Một niệm mê Thì dính diễn ở trong luân hồi Chỉ ở trong khoảng một niệm này phật bồ tát cứu độ chúng sanh không có gì khác tức là khuyên chúng sanh một niệm giác nếu sanh một niệm giác họ liền siêu sanh siêu sanh đến cảnh giới nào vậy vậy thì phải xem trình độ giác của họ nếu như là giác ngộ triệt để thì từ địa ngục có thể thành phật ngay bạn có tin hay không? Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ thì tin. Nguyện thứ 48 Trong Kinh Vô Lượng Thọ Có thể khiến cho chúng sanh trong chính Pháp giới Bình đẳng thành Phật Đây là điểm thù thắng của Pháp môn này Lợi ích công đức của Pháp môn này là không thể nghĩ bàn nếu như phật không thể dạy chúng sanh địa ngục lập tức thành phật vậy thì trí huệ năng lực của phật đáng để chúng ta nghi ngờ phật vẫn không thể làm được việc này phật là thật sự có thể làm được vấn đề là chúng sanh địa ngục có chịu hợp tác hay không không chịu hợp tác không chịu tin không chịu y giáo phụng hành thì phật cũng đành vô phương thôi đây là không phải năng lực của phật không đủ mà do đối phương có chướng ngại có nghiệp chướng sau khi mọi người hiểu rõ đạo lý này rồi bạn mới biết chân tâm đáng quý chúng ta ngày nay ở trong xã hội bạn học phật rồi thế nào gọi là học phật bạn là chân thật học phật hay là giả học phật Học Phật thật Thì không có gì khác Phải dùng chân tâm Không lừa dối chính mình Không lừa dối chúng sanh Là bạn đã dùng chân tâm Nếu như vẫn còn dối mình dối người Dù một ngày bạn niệm Mười dạng tiếng Phật hiệu Cũng vô ích Đúng như lời cổ đức nói Gào rác cổ họng cũng uổng công Chúng ta bước vào niệm Phật đường Có bao nhiêu người được nhất tâm Bao nhiêu người giảng sanh phẩm vị cao Hãy xem tâm họ dùng là tâm gì Giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Tứ độ tam bối cửu phẩm bạn sanh vào phẩm nào cũng phải xem bạn dùng là tâm gì nếu như bạn dùng tâm chân thành rốt ráo viên mãn thì bạn nhất định sanh về thượng phẩm thượng sanh của cõi thực báo trang nghiêm độ các chị phải biết đến nơi thượng phẩm thượng sanh của cõi thực báo độ đó là làm phật là thành phật rồi Cho nên xem trình độ bạn dùng là chân tâm Chân tâm vẫn có khác biệt hay sao? Có Sao mà không có khác biệt chứ? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp thân đại sĩ đều là dùng chân tâm Dùng chân tâm nhiều hay ít là khác nhau Mới dùng ít một phần Dùng một chút gọi là chân tâm Đó chính là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Nhiều hơn một chút nữa Vậy bạn là Bồ Tát Nhị Trụ cho nên dùng chân tâm rốt ráo viên mãn Thì bạn ở vào quá dị Phật Là quá địa như lai Bồ Tát Đẳng Giác Ở trong chân tâm vẫn còn xen tạp một phẩm vọng bốn mươi phẩm hư vọng này gọi là vô minh họ vẫn còn một phần vô minh chưa có dứt trừ họ vẫn chưa viên mãn cho nên sự việc này hoàn toàn xem chúng ta dùng là mấy phần của chân tâm biết được đạo lý này biết được sự thật này thì tại vì sao không dùng chân tâm cho nó viên mãn chứ chúng ta cứ việc dùng tâm chân thành đối xử với người dùng đức báo đức dùng đức báo oán đây là bồ tát đạo quên ân phụ nghĩa Dùng oán báo oán Đây là chúng sanh trong ác đạo Vẫn không phải ba đường thiện Ở trong lục đạo là ba đường ác Dùng vọng tâm Vậy thì đọa đường ác Lục đạo đều là ác đạo Dùng chân tâm thì siêu phạm nhập thánh Cho nên Chúng ta không quan tâm người khác Dùng tâm gì đối với ta Họ dùng là vọng tâm Thậm chí là Phỉ bán ta Làm nhục ta hãm hại ta Ta đều vui vẻ tiếp nhận Vẫn dùng tâm chân thành Đối với họ như thường Vì sao chị? Ta muốn làm Phật Ta muốn giảng sanh phẩm vị cao Họ không muốn làm Phật Họ muốn vào ba đường ác đây chính là việc lớn sanh tử mà tôi thường hay nói Sanh tử sự đại Sau khi chết Thập pháp giới bày ngay trước mắt Chúng ta chọn cõi nào đây Điều này rất quan trọng Cõi ta chọn là cõi Phật Bồ Tát Họ chẳng tạo lục đạo như cũ Họ tạo là việc của họ Ta cứ đi đường của ta Không thể bởi vì Họ xử quan chúng ta Họ hãm hại chúng ta Mà chúng ta nhất định phải trả thù Tư tưởng này Loại hành vi này Họ tạo ba đường ác Ta cũng đi theo sau họ Cũng đọa vào đường ác Đây gọi là ngu si Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Chỉ dạy chúng ta Đây chính là hai câu nói ở trên Kinh Đủ đức từ bi lớn Cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ Bởi vì Tâm họ dùng Không phải là tâm chân thành tâm thiện ở trong vọng tâm đó cũng xem như tốt lắm rồi họ không phải dùng tâm ác là dùng tâm thiện niệm tâm thiện này sanh lên thì họ có thể thoát khỏi ba đường ác đến cõi trời cõi người đến cõi trời người phật bồ tát vẫn không bỏ họ đây gọi là từ bi trong cửa phật không bỏ người nào có phải sự việc như vậy hay không phải chư phật bồ tát thường xuyên quan tâm chúng ta quan tâm đến mỗi người chúng ta thế nhưng bản thân chúng ta đúng như thí dụ trên kinh nói rất là dễ bị mê hoặc rất là dễ bị đọa lạc Sanh về cõi trời người Cõi trời người thì vui sướng hơn nhiều So với ba đường ác Thế nhưng hưởng vui sướng trong cõi trời người Thì lại mê rồi Cho nên khi Phật Bồ Tát quan tâm thì chúng ta nhất định phải hợp tác với các ngài. Cũng chính là nói gặp được nhân duyên này chính mình phải nắm lấy, không được dễ dàng bỏ qua. Sau đó, niềm vui mà đời này chúng ta thọ nhận, niềm vui này gọi là diệu lạc. Diệu lạc là, là ở trong đời dù có thọ dụng Vẫn là niệm niệm giác Mà không mê Thì niềm vui này mới là diệu Nếu như bị mê ở trong hưởng lạc Vậy thì không còn diệu nữa rồi Rốt cuộc Là mê nhiều giác ít Người giác Họ thật sự biết vui Người mê thì không có vui rồi Người thế gian đều cho rằng hưởng thụ ngũ dục lụ trần như vậy gọi là vui Ở trong ngũ dục lục trần Khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì không có vui sướng rồi Lúc nào cũng so đo với người khác Người ta có tôi cũng có người ta không có tôi cũng phải có có rồi còn muốn hơn người ta vậy thì niềm vui này không dịu rồi niềm vui này đều có áp lực rất là lớn về vật chất về tinh thần đối với chính mình niềm vui này làm gì có thể dịu được chứ nếu như chúng ta làm cuộc so sánh giữa trung quốc với nước ngoài thì sẽ nhận thấy rất rõ ràng người trung quốc ngưỡng mộ người nước ngoài họ ở nhà đẹp mỗi người đều có xe hơi đi ra đường đều có xe ở trong nhà đều là điện khí hóa hiện đại hóa sống rất là thoải mái người trung quốc nhìn thấy rất là ngưỡng mộ cho rằng mình rất là lạc hậu cảm thấy buồn tuổi cảm thấy rất là khổ bạn chỉ nhìn thấy bề ngoài chứ chưa có nhìn sâu vào bên trong nếu nhìn sâu vào bên trong thì người trung quốc hạnh phúc người nước ngoài rất khổ bạn đã nhìn thấy chân tướng sự thật tại vì sao người nước ngoài khổ vậy tất cả mọi hưởng thụ của họ đều là do mượn nợ mà có dây ngân hàng dây công ty bảo hiểm mà có mang trên người toàn là nợ Họ hạnh phúc ở chỗ nào chứ Mỗi ngày làm trâu làm ngựa Làm việc rất dứt vả, Tiền đó để trả nợ Họ sống cuộc đời như vậy Tuy là người Trung Quốc sống cuộc sống Rau dưa đạm bạc Ở nhà tranh xây dách đất Lợp mái lá Mà không có nợ Không có nợ thì nhẹ cả người Cuộc sống như vậy người nước ngoài có nằm mơ cũng không thấy được Người Trung Quốc Sau khi làm việc xong tan ca xong thì tâm trạng thông dong tự tại biết bao Vậy người bạn ngồi tán dốc với nhau Rất là hạnh phúc Ăn vài hạt đậu phộng Uống vài chung rượu sung sướng vô cùng Người nước ngoài đâu có loại hưởng thụ này chứ Thời gian nghỉ phép Họ đi tìm chất kích thích như là hút thuốc phiện để cho đời sống của mình thoải mái một chút vĩnh viễn ở trạng thái căng thẳng nợ nần trả nợ bị nợ nần bức bách thì còn vui sướng gì chứ tôi sống ở mỹ 15 năm tôi cảm thấy người mỹ không hạnh phúc bằng người trung quốc đây là do văn hóa khác nhau bối cảnh lịch sử không như nhau đương nhiên chúng ta cũng cần phải nâng cao chất lượng đời sống càng phải nâng cao chất lượng đời sống tinh thần Tôi còn nhớ lúc tôi thọ giới Đây là chuyện của gần 40 năm trước Hòa thượng đáp giới của tôi là Lão Pháp Sư Đạo Nguyên Ở trong giới đàn Thầy đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện Để lại ấn tượng rất sâu cho chúng tôi Đây là chuyện có thật chứ không giả Thầy là người Tô Bắc. Lúc nhỏ thầy xuất gia làm tiểu sa di. Trong vùng của thầy ở có một người ăn mày. Con trai của người ăn mày này là thương nhân của vùng đó, là một thương nhân rất giàu có. Kinh doanh phát tài bạn xem con trai phát tài mà cha đi ra đường xin ăn xin ăn ở ngoài đường cho nên bạn bè thân thích nhìn thấy ai cũng trách mắng người con đó bản thân người con cũng cảm thấy rất khó chịu mất thể diện liền phái rất nhiều người đi tìm khắp nơi khó khăn lắm mới tìm được cha của ông về sau khi tìm về rồi thì thay quần áo cho ông Phụng dưỡng ông rất tốt Còn sai mấy người hầu hạ ông Để ông hưởng được chúc phước Ông rất kỳ lạ Đại khái ở trong nhà khoảng chừng gần một tháng Nhưng lúc không có người chú ý Ông lại lén bỏ đi Đi ra ngoài ông lại đi xin ăn tiếp Vì sao người ta cảm thấy rất kỳ lạ Họ hỏi con trai ông mời ông về nhà để hưởng phước Tại vì sao ông bỏ đi ông bảo là tôi gì đó giống như là thọ tội giống như bị người ta nhốt vào lòng vậy giống như con chim bị nhốt vào lòng mỗi ngày người ta cho ăn cuộc sống như vậy khó chịu lắm ông nói tôi ra đường xin ăn trên người tôi chẳng có gì đến đâu thì cũng có cơm ăn mỗi ngày ngao du sơn thủy mệt rồi thì tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đời sống như vậy hạnh phúc vô cùng Người này biết thọ diệu lạc. Từ đó cho thấy người đời hằng ngày ở nhà hưởng thụ những thứ thọ dụng vật chất đó không phải là diệu lạc mà là niềm vui thế tục. Hết sức là phàm tục là loại niềm vui đó. Làm gì biết được diệu lạc chứ? Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta thấy Bạn xem ba y một bát Ngài là thọ diệu lạc Nhu cầu ăn mặc hàng ngày Ăn no mặc ấm Là đủ rồi Thật sự biết sống Thì người đó thường ngao du sơn thủy Tiêu diêu tự tại, đây gọi là nhân sanh, đây gọi là hạnh phúc. Nếu có duyên thì hết lòng hết sức giúp đỡ tất cả chúng sanh, giúp đỡ xã hội. Hy sinh phụng hiến cũng là diệu lạc. Không cần danh, không cần lợi Không cần quyền, không cần địa vị Ngày nay gọi là làm thiện nguyện Bất luận ở chức vị nào Thấy đều làm thiện nguyện Ở trong đây chân thật là có lạc Ở trong đây gọi là diệu lạc Phật nói ở trên kinh quá nhiều, quá nhiều rồi rất đáng tiếc chúng ta nghe xong đọc xong vẫn không giác ngộ như cũ vẫn bị phiền não trói buộc như cũ lỗi lầm này là bản thân chúng ta không được oán trời trách người đời người rất ngắn ngủi mấy mươi năm thực sự như cái khảy móng tay nhất định phải giác ngộ nhất định phải biết sống sống như thế nào mới là chính xác những gì phật chỉ dạy chúng ta là chính xác nhất nhất định phải nhìn thấu thế tục phải thoát khỏi được thế tục đây chính là siêu phạm nhập thánh mà nhà phật thường nói phải nhìn thấu được thế tục thoát khỏi thế tục Thị chư tội chúng tri nghiệp đạo khổ Hai câu này vô cùng quan trọng Bạn xem vừa mở đầu bản kinh Tất cả chư Phật tán thán thích ca mâu ni Phật thể hiện thành Phật ở đời ngũ trượt ác thế Biết Pháp khổ lạc Phật biết được Pháp nào là khổ, Pháp nào là lạc Chúng ta nghe lời giáo huấn của Phật xong, phải biết nghiệp đạo khổ. Nghiệp đạo là gì? Tạo nghiệp mà không giác ngộ liền gọi là nghiệp đạo. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Mê mà không giác tà mà không chánh nhiễm mà không tịnh liền gọi là nghiệp đạo ngược lại chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều có thể giác mà không mê chánh mà không tà tịnh mà không nhiễm đó gọi là bồ tát đạo đó chính là phật đạo phật đạo với nghiệp đạo ở trên sự không có gì khác biệt chỉ khác biệt là ở trên niệm mà thôi bạn xem một niệm giác chính là phật bồ tát một niệm mê chính là nghiệp đạo khổ làm thế nào mới có thể thoát đắc xuất ly thoát là thoát khỏi ác đạo không những thoát khỏi ba đường ác mà còn thoát khỏi lục đạo nữa đến khi nào thoát khỏi vậy hiện tại thoát khỏi rồi làm sao để hiện tại giải thoát vậy đứng trước tất cả pháp trong tâm không phân biệt không chấp trước là giải thoát rồi giải thoát không phải thoát ly hoàn cảnh này không phải cái ý này không phải bảo bạn chạy trốn cái thế giới này thế thì sai lầm ngay trong thế gian mà thoát khỏi thế gian chúng ta đang ăn cơm dù ăn cơm mà giải thoát rồi người thế gian ăn cơm có phân biệt chấp trước đối với ăn uống đó là nhiễm đó là mê là sống đời sống mê hoặc tà nhiễm ăn cơm còn tương ưng với mê tà nhiễm đây là tạo lục đạo Đây chính là tạo ra ba đường ác Đây là nghiệp đạo khổ Ăn cơm như thế nào mới giải thoát vậy Không có phân biệt, không có chấp trước Cái gì cũng ngon cả Lạc có sự thú vị của lạc Mặn có sự thú vị của mặn Không có phân biệt, không có chấp trước Bạn xem, trong khi ăn cơm như vậy Đã thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi ở trong mặc áo tức là từng ly từng tí trong đời sống thường ngày sống đời sống không có khác gì so với mọi người một bên là sống đời sống của lục đạo một bên là đời sống xuất ly một bên là có phân biệt chấp trước một bên là không có phân biệt chấp trước một bên là tâm không thanh tịnh một bên là tâm vô cùng thanh tịnh có thể duy trì vĩnh viễn tâm địa thanh tịnh vĩnh viễn không sanh phân biệt chấp trước thì đó là vĩnh bất tái lịch bạn không trở lại con đường cũ Bạn dĩ viễn thoát khỏi ác đạo Lục đạo đều là ác đạo Xin thưa với các vị Thập pháp giới cũng là ác đạo Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta Chúng ta thật sự nghe rõ ràng Thật sự nghe sáng tỏ rồi Vì sao không làm chứ chúng ta xem tiếp kinh văn dưới đây như mê lộ nhân ngộ nhập hiểm đạo cái này hợp chung với thí dụ phía trước giống như bạn đi đường bạn bị lạc mất phương hướng lạc vào đường hiểm trong con đường này có những loài như sư tử, lan xoái, hổ báo Rắn độc thú dữ Rất nguy hiểm Ngộ thiện tri thức Tiếp dẫn lịnh xuất Vĩnh bất phục nhập Đây là bạn gặp được Một người tốt Họ biết rất rõ mọi thứ nguy hiểm ở trong con đường này và khuyên bạn không nên đi con đường đó bạn hiểu rõ bạn sáng tỏ bạn có thể thay đổi phương hướng đi con đường khác không nhất thiết phải mạo hiểm sau khi bạn hiểu rõ rồi nhìn thấy người khác đi lạc vào đường ác bạn cũng phải khuyên họ Phùng kiến tha nhân Phục khuyên mạc nhập Đây chính là khéo léo giáo hóa Tự ngôn nhân thị mê cố Đắc giải thoát cánh Cánh bất phục nhập Nói cho người khác biết Hiện tại anh muốn đi con đường này tôi trước đây đã từng mê lầm đi lạc vào con đường này gặp được một vị thiện tri thức vị ấy khuyên bảo tôi tôi quay đầu rồi giết người khác quay đầu quay đầu từ đâu từ vọng tưởng phân biệt chấp trước quay đầu từ thị phi nhân ngã tham sân si mạng quay đầu đây là ác đạo chúng ta gặp được phật bồ tát đây là thiện tri thức phật bồ tát dạy cho chúng ta những đạo lý này chúng ta giác ngộ rồi những sự tướng mà các ngài nói chúng ta cũng quan sát rõ ràng rồi chúng ta không đi vào con đường đó nữa mọi lúc mọi nơi đối với người với sự với vật nhất định không bị mê hoặc nữa không bị mê hoặc nữa nghĩa là không khởi tâm động niệm không còn phân biệt chấp trước nữa bạn đã giác ngộ rồi bạn vẫn còn khởi tâm động niệm còn phân biệt chấp trước vậy thì bạn lại sai lầm rồi bạn lại đi lạc vào đường ác rồi cảnh giới ở trong đây cực kỳ vi tế lại sợ mọi người nghe xong sanh ra hiểu lầm như vậy có phải là không cần quan tâm đến mọi người mọi việc trong thế gian hay sao tôi không có bảo bạn không quan tâm tôi không có bảo bạn đừng làm mà chỉ bảo bạn không khởi phân biệt không khởi chấp trước không phải bảo bạn đừng ăn cơm nữa vẫn là ăn cơm bình thường Một ngày ba bữa không thiếu một bữa nào Phật dạy chúng ta ăn cơm không nên phân biệt Không nên kén chọn Đâu có bảo bạn không ăn cơm Đối với xã hội Đối với tất cả chúng sanh Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Tùy loại hóa thân Tùy cơ thuyết pháp Chư Phật Bồ Tát vô cùng bận rộn Các ngài không phải không làm Việc gì các ngài cũng làm Thị hiện ở trong các ngành các nghề Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm Bất kỳ ngành nghề nào Cũng làm nên thành tích tốt nhất Làm tấm gương tốt cho tất cả đại chúng Đâu có chuyện các ngài không làm chứ có thể thấy các ngài là thật làm Trên sự làm viên mãn như vậy Nhưng trong tâm rất là sạch sẽ Không nhiễm mấy bụi Người thế gian chúng ta làm xong Thì kể công, kiêu ngạo Kể tôi đã làm nhiều việc tốt như vậy Tôi có rất nhiều cống hiến cho xã hội Cho chúng sanh như vậy Vậy thì bị ô nhiễm rồi Bạn không ra khỏi lục đạo làm nhiều việc tốt đi nữa, cũng chỉ hưởng phước trong lục đạo mà thôi. Phước đó không phải là diệu lạc. Chư Phật Bồ Tát thị hiện, làm nhiều việc tốt đi nữa. Thế nhưng trong tâm của mình chẳng hề dính một dấu vết nào. Nghĩa là làm mà không làm, không làm mà làm. Đó gọi là diệu làm thì chúng ta hết lòng hết sức làm không làm thì tâm địa thanh tịnh tuyệt đối không có vọng tưởng không có phân biệt không có chấp trước ý nghĩa này nhất định phải hiểu cho rõ ràng hiểu cho sáng tỏ mới không đến nỗi sanh ra hiểu lầm những gì mình làm là vì tất cả chúng sanh Chúng ta nhất định hết lòng hết sức Làm thành công rồi là do chúng sanh có phước Chứ không phải ta có công Ta có công gì chứ Làm không thành công là do nhân duyên phước đức của chúng sanh không chín mùi Ta cũng không có lỗi Cho nên tự hành hóa tha Đều là tùy duyên chứ không phan duyên Phan duyên là gì? Chấp tướng là phan duyên Lìa tướng tức là tùy duyên Có vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là phan duyên Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là tùy duyên Những lý và sự này Nhất định phải làm cho rõ ràng, minh bạch Mới không đến nỗi sanh ra hiểu lầm Mời xem tiếp kinh văn dưới đây Nhược tái, lý tiễn Do thượng mê ngộ Bất giác, cựu tầng sở lạc hiểm đạo Hoặc trí thất mạng như đọa ác thú Đây là hợp chung với thí dụ phía trước Tập khí ác của chúng ta quá nặng Rất khó khắc phục Nhược tái lý tiễn Do thượng mê ngộ Hai câu nói này Chính là tính cảnh giác của chúng ta chưa đủ cao mặc áo ăn cơm lại khởi phân biệt lại muốn kén trọn rồi chúng ta hãy làm từ chỗ nhỏ nhất mỗi ngày bạn ăn cơm hôm nay chọn món này ngon ngày mai chọn món kia bạn phải biết đó là nghiệp đạo khổ Ham muốn mùi vị Ham muốn hưởng thụ Là bạn đang tạo nghiệp Bạn chưa có giác ngộ Chúng ta trong khi ăn cơm Đang chấp tay niệm chú cúng dường Cúng dường Phật Có nghĩ đến Thích ca mâu Ni Phật năm xưa Đi trì bát hay không? Người ta cho cái gì thì ăn cái đó ngài có kén chọn là hôm nay anh cho tôi thức ăn không ngon không hợp khẩu vị với tôi hay không phật có bao giờ nói như vậy không đệ tử của phật có bao giờ động ý nghĩ này hay không không có chúng ta ngày nay kén chọn đủ thứ chúng ta đang tạo nghiệp mà chính mình không biết được uống trà phải chọn trà nào ngon tôi xưa nay không biết trà nào ngon trà nào dở không biết người ta tặng trà cho tôi tôi đều truyền tay tặng cho người khác tặng đồ vật cao quý gì cho tôi cũng là rất uổng công vì sao vậy tôi không biết giá trị nó không biết mắc hay rẻ có đồ ăn là tốt rồi có đồ mặc là được rồi nhất định phải áp dụng những kinh giáo này vào trong đời sống bắt đầu tu từ đâu vậy mỗi ngày phải ăn cơm mỗi ngày phải mặc áo mỗi ngày phải làm việc hãy phản tỉnh từ trong đời sống thực tiễn Quay đầu từ trong đời sống hiện thực Quay đầu là bờ Sửa đổi tập khí Sửa đổi lỗi lầm Bất giác Cựu tầng sở là hiểm đạo Đây là bản thân bạn không giác ngộ Trong đời quá khứ Chúng ta đều là Đã từng trải qua ở trong ba đường ác rồi không chỉ là từng trải qua mà còn trải qua đã vô số lần rồi ngày nay chúng ta có thể lìa khỏi ba đường ác được thân người còn không phải là nhờ bồ tát địa tạng cứu vớt hay sao toàn bộ tất cả chư phật bồ tát thị hiện vào trong địa ngục ngạ quỷ để độ chúng sanh thì đây đều gọi là bồ tát địa tạng tương lai chúng ta thành tựu rồi nhìn thấy chúng sanh địa ngục khổ chúng ta cũng hóa thân vào địa ngục để độ hóa chúng sanh người trong địa ngục cũng gọi chúng ta là bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng là danh hiệu chung chứ không phải là danh từ chuyên chỉ cho một người nào đó chúng ta hiện nay được thân người liền quên hết sạch sẽ nỗi khổ trong ba đường ác trước đây rồi chúng ta nhìn thấy chúng sanh trong ba đường ác có nải sanh giác ngộ hay không Nhìn thấy súc sanh, súc sanh khổ Ta đã từng làm súc sanh rồi Nhìn thấy ngạ quỷ địa ngục Ngạ quỷ địa ngục khổ Ta đã từng đọa địa ngục Từng đọa ngạ quỷ rồi Còn muốn làm tiếp nữa hay sao? Tại vì sao Họ biến thành xuất sanh Do ngu si Tại vì sao bị đọa Ngạ quỷ Do tham dục Tại vì sao bị đọa địa ngục Do sân hận Tham sân si Đọa ba đường ác Ngày nay trong tâm ta Vẫn thường xuyên khởi tham sân si Thì bạn chính là nhược tái lý tiễn nghĩa là bạn đi vào lại đường cũ rồi khó khăn lắm mới thoát khỏi ba đường ác mới được thân người được thân người vẫn tiếp tục không ngừng tạo nghiệp ba đường ác khi bạn mất đi thân người lại trở vào ba đường ác nữa rồi chẳng phải giống như trên kinh phía trước nói hay sao mới thoát khỏi đường ác đi một vòng chưa được bao lâu họ lại trở về rồi độ lệch thời gian của nhân gian chúng ta với ba đường ác là rất lớn bạn xem thông thường nói một tháng ở nhân gian là một ngày của cõi ngạ quỷ thực ra cõi ngạ quỷ cõi súc sanh cõi địa ngục Độ là thời gian ở trong mỗi cõi của họ cũng khác nhau. Một ngày ở trong địa ngục. Có nơi là mấy trăm năm ở nhân gian, có nơi đến mấy nghìn năm của nhân gian. Khác biệt rất lớn. Chúng ta tính độ là thời gian nhỏ hơn một chút Tính một trăm năm thôi Bạn từ địa ngục thoát ra được thân người Cho dù bạn sống đến một trăm tuổi Bạn tạo tác ngũ nghịch Thập ác Một trăm năm tuổi thọ hết rồi Lại trở vào địa ngục Khi người trong địa ngục nhìn thấy bạn Bạn mới ra đi có một ngày Sao bạn lại trở về rồi chính là cái tình trạng này quên hết sạch sẽ lời giáo huấn của bồ tát rồi mời xem kinh văn dưới đây địa tạng bồ tát phương tiện lực cố sử lệnh giải thoát sanh nhân thiên trung toàn hữu tái nhập đây chính là thí dụ mà tôi vừa rồi mới nói chữ toàn hằng nghĩa là rất nhanh mới ra khỏi lập tức lại trở về rồi Nếu như dựa theo cách nói thông thường Trước đây là cư sĩ Lý Bỉnh Nam Ở trong các buổi giảng Tại trường đại học Chuyên về Phật học Đã giảng cho chúng tôi nghe Về tình trạng trong địa ngục Một ngày của địa ngục là 2.700 năm nhân gian của chúng ta Thế thì chẳng phải bạn đến nhân gian Cho dù sống đến 100 tuổi, 200 tuổi Cũng chẳng phải mấy phút lại trở về rồi sao Vừa mới ra hít một hơi Lại quay trở về rồi Thật sự là loại tình trạng này Đây là nhờ Bạn học Phật cũng tương đối có căn bản Bồ Tát Địa Tạng vừa khuyên bạn Bạn vừa khởi lên một niệm tâm thiện Liền ra khỏi ngay Sau khi ra khỏi rồi lập tức lại mê nhược nghiệp kết trọng vĩnh sử địa ngục vô giải thoát thời đây là nói nghiệp của bạn rất nặng bồ tát địa tạng ở trong đó dạy bạn không nghe bạn không tin nghiệp chướng nặng như vậy ở trong địa ngục địa ngục là nơi mà bồ tát địa tạng thường hay đến giáo hóa bạn cũng không nhận ra mang nhìn thấy Bồ Tát cũng không thèm màng tới. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa ở cõi nào thì nhất định thị hiện cùng loại thân ở cõi đó. Mới có thể giáo hóa được. Không phải dùng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp không phải dùng loại thân này loại thân này người không có phước báo không thể nhìn thấy được thấy là cùng một loại thân cùng loại thân là rất khó nhận ra thế gian chúng ta phật bồ tát ứng hóa rất nhiều thời xưa nhiều hiện nay còn nhiều hơn Tại vì sao nói hiện nay nhiều hơn Hiện nay chúng sanh khổ nhiều hơn Thị hiện cùng loại thân như chúng ta Thì chúng ta không biết người nào là Phật Người nào là Bồ Tát Chúng ta làm sao biết được chứ Nhất định phải hiểu Thật sâu Phật Pháp bạn hiểu tương đối thấu triệt về giáo lý của Phật, tâm địa thanh tịnh, tính cảnh giác cao, dần dần bạn mới phát hiện ở xung quanh thực sự có rất nhiều Phật Bồ Tát, từng giây từng phút đang quan tâm chúng ta. Tướng mà những vị Phật Bồ Tát này thể hiện không giống nhau. có thiện có ác thì hiện cảnh giới của cảnh thuận có cảnh nghịch chẳng qua là giúp chúng ta giác ngộ giúp chúng ta quay đầu ở trong cảnh thuận giúp chúng ta đoạn tham đoạn tham ái ở trong nghịch cảnh giúp chúng ta đoạn sân hận giúp cho chúng ta ở trong cảnh giới thiện ác thuận nghịch được tâm thanh tịnh được tâm bình đẳng khi chúng ta ở trong thuận cảnh mà sanh tham ái ở trong nghịch cảnh sanh sân hận ở trong kinh nói như vậy lại là mê rồi lại đọa lạc rồi thoát khỏi ác đạo chưa được mấy ngày liền quay trở lại rồi điều này phật ở trinh kinh cũng thường nói chỉ cần ở trong lục đạo luân hồi thì chắc chắn thời gian ở trong ba đường ác dài thời gian ở trong ba đường thiện ngắn là đạo lý nhất định Nếu như bạn không thể nhận biết Rõ hoàn cảnh Không thể tiếp nhận Sự giáo huấn Như vậy là nghiệp chướng của bạn quá nặng Vĩnh sử địa ngục Vô giải thoát thời Đây là chân tướng sự thật Cho nên đọa vào địa ngục Thì tuổi thọ là vô lượng kiếp Mời xem tiếp Kinh Văn dưới đây Nhĩ thời ác độc quỷ vương Hiệp trưởng cung kính bạch Phật ngôn Thế tôn ngã đẳng chư quỷ vương Kỳ số vô lượng tại diêm phù đề Hoặc lợi ích nhân Hoặc tổn hại nhân Các cát bất đồng Nhiên thị nghiệp báo Sử ngã quyến thuộc Du hành thế giới Đa ác thiểu thiện Phần trước chúng ta đã từng đọc thấy Những vị đại quỷ dương tham dự pháp hội này Trên kinh có nêu ra Có đến mấy mươi vị Ác độc quỷ dương là thủ lĩnh Vị này là đại biểu Được xếp tên lên hàng đầu Phật nói cho chúng ta biết Những vị đại quỷ dương này Đều là Pháp thân đại sĩ Đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện Chứ không phải thật sự là quỷ dương Thật sự là ngạ quỷ thì đâu có tư cách tham gia pháp hội thù thắng như vậy của thích ca mâu ni Phật chứ? Các ngài là thị hiện thân quỷ dương để độ chúng sanh ở trong cõi quỷ. Trên thực tế các ngài là Bồ Tát. Giống như trong cửa Phật chúng ta thường hay đốt vàng mã. Trước buộc đốt vàng mã thì thường hay dùng giấy để bồi thành hình tượng một vị quỷ dương Mặt xanh đanh nhọn hình dạng rất dễ sợ Gọi là tiêu diện đại sĩ Là người nào vậy? Là Bồ Tát Quan Thế Âm Quan Thế Âm ở trong cõi quỷ Cũng thị hiện thân phận quỷ dương Nếu như Ngài thị hiện thân phận trời người Thì không thể độ nổi loài chúng sanh đó Ở trong cõi quỷ Nhất định phải hiện thân ngạ quỷ Cho nên đây là Bồ Tát Quan Thế Âm. Quỷ Dương chắp tay cung kính. Đây là bạch với Đức Phật. Phía trước là lễ tiết. Chúng ta cũng không cần nói tỉ mỉ nữa. Thế Tôn là tôn xưng đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. ngã đẳng chư quỷ vương kỳ số vô lượng tại diêm phù đề ở trong thế gian này số lượng quá nhiều quá nhiều rồi quỷ nhiều hơn người nói lời thành thật hễ nơi nào có con người ở thì nơi đó sẽ có quỷ người và quỷ ở chung với nhau chúng ta sống trong hai không gian khác nhau nên có thể xếp chồng với nhau được hai bên không có cản trở gì với nhau nhà của con người ở có thể xếp chồng với nhau nhà của quỷ thì không có trở ngại gì với nhau tường vách của con người chúng ta không có chướng ngại gì đối với họ họ có thể đi xuyên qua được nhưng mà nhà họ ở họ không thể đi xuyên qua được tức là tường nhà của quỷ con người chúng ta có thể đi xuyên qua mà không có chướng ngại nhưng họ có chướng ngại đây là hai loại không gian và thời gian khác nhau nó xếp chồng với nhau được con người chúng ta nói thật ra có khi cũng thường hay gặp quỷ nếu như chúng ta bình lặng mà suy nghĩ sẽ thấy mình nhất định có kinh nghiệm gặp quỷ rồi nhiều khi chúng ta ở trong nhà hoặc là ở ngoài giường bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái sởn da gà đó là gì đó là gặp quỷ rồi bị ảnh hưởng bởi sống của quỷ phát ra. Hiện nay nhà khoa học gọi là từ trường. Từ trường của chúng ta tiếp xúc với từ trường của họ. Nếu như sức từ trường của chúng ta mạnh thì sẽ không bị quấy nhiễu. Nếu như từ trường của chúng ta tương đối yếu thì sẽ bị họ quấy nhiễu. Bị họ quấy nhiễu thì sẽ cảm thấy không thoải mái. họ có thể quấy nhiễu chúng ta chúng ta cũng có thể quấy nhiễu họ khi từ trường của chúng ta quá mạnh họ sẽ tránh xa không thể lại gần được vì sao vậy lại gần họ thấy khó chịu cho nên ở trong phật pháp thường hay nói trên kinh thường hay nói một người tu hành chân thật công phu tu hành đắc lực thì trong vòng phạm vi bốn chục dặm những ác quỷ ác thần này đều tránh xa vì sao vậy từ trường quá mạnh khi họ tiến lại gần sẽ cảm thấy rất khó chịu sức mạnh từ trường của bạn có thể khống chế được phạm vi đến bốn chục dặm nên họ tránh xa người tu hành vẫn gặp quỷ hay nói cách khác là công phu tu hành của bạn quá kém ngay cả quỷ cũng bắt nạt bạn cũng cười nhạo bạn công phu tu hành đó của bạn là giả không phải là thật làm bộ dạng ở bề ngoài trong tâm vẫn tham sân si mạng cho nên quỷ cũng xem thường bạn đạo lý nó là như vậy con người sợ quỷ nhưng quỷ còn sợ người hơn lẽ nào không nghe người ta thường nói con người có ba phần sợ quỷ còn quỷ sợ người tới bảy phần cho nên có rất nhiều người thường hay sợ quỷ vậy thì có kỳ lạ hay không quỷ phải sợ bạn mới đúng chứ sao bạn lại đi sợ quỷ tâm địa ngay thẳng thì quỷ cũng tránh né bạn ba phần Quỷ tôn kính người tốt Tâm địa ngay thẳng Thanh tịnh từ bi Thì quỷ thần cũng tôn kính bạn Làm sao dám tổn hại bạn được chứ Quỷ thần ủng hộ bạn Đó là họ làm lợi ích cho con người Quỷ thần đến trêu đùa bạn Đó là họ làm tổn hại con người mỗi loại khác nhau chúng ta muốn hỏi rốt cuộc quý thần làm lợi ích cho con người nhiều hay là làm tổn hại nhiều vấn đề này không phải ở họ mà ở trên bản thân chúng ta nếu như bản thân chúng ta giữ cái tâm tốt làm việc tốt lợi ích xã hội lợi ích cho đại chúng thì quỷ thần nhất định làm lợi ích cho bạn hộ niệm bạn ủng hộ bạn nếu như chúng ta khởi tâm động niệm là tà ác mọi hành động đều làm tổn hại người khác tổn hại xã hội chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình thì quỷ thần sẽ làm tổn hại đối với bạn Cho nên không phải ở đối phương Mà là ở chính mình Ngài phía sau này cũng nói rất hay Nhiên thị nghiệp báo Sự ngã quyến thuộc Du hành thế giới Đa ác thiểu thiện Đa ác thiểu thiện là chứng tỏ Người thế gian tạo nghiệp ác nhiều Ác giao cảm với ác thiện cảm ứng giới thiện tiêu chuẩn của thiện ác tiêu chuẩn đơn giản nhất là ngũ giới thập thiện tiếp đó lại nêu ra thí dụ những lời này Đều là do Ác độc quỷ dương nói Quá nhân gia đình Hoặc thành ấp tụ lạc Trang viên phòng xá Hoặc hữu nam tử nữ nhân Tu mau pháp thiện sự Đại chí huyền nhất phan nhất cái Thiểu hương thiểu hoa cúng dường phật tượng bồ tát tượng hoặc chuyển đọc tôn kinh thiêu hương cúng dường nhất cú nhất kệ đây là quỷ thần nhìn thấy người tu thiện chúng ta nói sơ lược qua đoạn này một chút quỷ thần đi qua nhà người ta là chuyện thường thường hay xảy ra hầu như ngày nào cũng có thành ấp tụ lạc đây là nói đô thị của chúng ta trong thành thị có quỷ thần ở trên đường Ban ngày Dương khí rất mạnh Nên họ tránh xa Thế là quỷ thần Đều sợ ánh sáng mặt trời Cho nên họ xuất hiện Đều là lúc trời âm u Hoặc vào ban đêm Đại khái đến hoàng hôn Khi mặt trời lặn xuống Thì quỷ thần này sẽ xuất hiện Thế nhưng Số lượng rất ít Giống như Lúc 4 đến 5 giờ sáng Trời vừa tờ mờ sáng Có một số ít người đi ra ngoài để vận động Phần lớn vẫn còn đang ngủ Chưa có thức gì Đến lúc nào nhiều nhất vậy Đại khái khoảng 10, 11, 12 giờ đêm Thì đầy cả đường Rất là náo nhiệt Trên đường đều là quỷ Con người chúng ta có cửa hàng Có dãy phố buôn bán Họ cũng có phố buôn bán cũng có cửa hàng của họ Lần trước cư sĩ họ lôi Đã báo cáo với các vị ở đây rồi Chuyện đó là thật Chứ không phải là giả Là người thật việc thật Người và quỷ Ở lẫn với nhau Trang viên phòng xá Đây là nơi họ đi qua Sớm làng trại giường nhà cửa có người ở những nơi này họ ở nơi này nhìn thấy có người đang làm việc thiện đây là một niệm tâm thiện họ đang làm việc này hoặc hữu nam tử nữ nhân tu mau phát thiện sự thiện nhỏ ở đây đã làm một chút việc thiện nhỏ những việc thiện nào gì dưới đây nêu ra vài thí dụ nải chí huyền nhất phan nhất cái ý nghĩa của phan và cái phía trước đã giảng rồi thời xưa treo phan treo tràng chính là hiện nay gọi là tuyên truyền phật pháp trước đây dùng phương pháp này để truyền bá tin tức thông báo với đại chúng là biết ở nơi này có giảng kinh có pháp hội mọi người biết rồi nếu họ muốn thì có thể đến tham gia đây là phát ra thông tin hiện nay thì không cần hiện nay truyền thông phát triển họ có phương pháp tiến bộ hơn thù thắng hơn nhanh chóng hơn những cách này thế nhưng những thứ phan và cái này vẫn còn có tác dụng đối với quỷ thần nó không còn tác dụng đối với con người nữa rồi thế nhưng vẫn còn tác dụng đối với quỷ thần thế nhưng các vị phải nhớ kỹ đây là truyền phát thông tin thiểu hương thiểu hoa đây là biểu thị cho tu hành một nén hương một cánh hoa chưa phải là một đóa chỉ là một cánh hoa biểu thị điều gì biểu thị cho tu hành mọi người đều biết hương biểu thị cho giới định hoa biểu thị cho lục độ họ đã khởi một niệm giới định lục đổ Chúng ta Thắp hương Cúng hoa Liền sanh ra lợi ích chân thật Tuy là niệm này rất yếu ớt Việc thiện chỉ bằng một mảy lông sợi tóc Thế nhưng họ thực sự là khởi một niệm thiện niệm thiện rất yếu thời gian của niệm thiện rất ngắn ngủi đều đáng được khen ngợi không dễ gì khởi một niệm thiện bình thường khởi niệm đều là niệm ác cúng dường phật tượng cập bồ tát tượng cúng dường là chim lễ chim ngưỡng lễ bái họ chuyển đọc tôn kinh là bạn đang đọc kinh thiêu hương cúng dường nhất cú nhất kệ khi đọc kinh có thể thắp hương thắp hương là cúng dường pháp bảo lúc bạn đang đọc kinh có quỷ thần nghe người xưa lúc đọc kinh thường là có thấp hương Người hiện nay đọc kinh đã rất ít thắp hương rồi. Chúng ta chỉ có thắp hương khi cúng Phật. Khi chúng ta đọc kinh đã rất ít khi thắp hương rồi. Thế nhưng khi đọc kinh niệm Phật không ở niệm Phật đường. Mà ở trong trường hợp khác chúng ta đọc kinh niệm phật có khi sẽ ngửi thấy hương thơm lạ sẽ ngửi thấy một làng hương không giống như những mùi hương mà lúc bình thường chúng ta thấp mùi hương rất đậm đà thường hay xảy ra tình trạng này đây là chuyện gì đây là lúc chúng ta đang đọc kinh Có những vị thiên thần Quỷ thần đi ngang qua nơi đây Họ cung kính cúng dường Chúng ta rất khó nhận biết được Thiên thần Họ đã đi ngang qua đây Họ nhìn thấy Họ ở đó chắp tay dừng lại một chút Trên người thiên thần có mùi thơm cho nên bạn ngửi thấy mùi thơm đây là hiện tượng rất thường hay xảy ra có rất nhiều đồng tu đã từng trải nghiệm điều này chúng ta gặp được cảnh giới này cũng không nên sanh tâm vui mừng đây là chuyện rất phổ thông rất bình thường nếu như bạn gặp phải những chuyện này bạn cảm thấy rất kỳ lạ cảm thấy rất không bình thường cảm thấy rất vui mừng bạn sanh tâm cống cao ngã mạng thế thì bạn sai rồi bạn bị dính ma rồi dùng tâm bình thường để đối xử thì đây là cảnh giới tốt xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây ngã đẳng quỷ vương kính lễ thị nhân đối với người tu thiện những vị quỷ dương này đều tôn kính đều hành lễ với bạn như quá khứ hiện tại vị lai chư phật bạn xem họ đối với người tu thiện đương nhiên đây không phải là quỷ thông thường quỷ thông thường không có cảnh giới này con người khởi một niệm tâm thiện là một chút xíu việc thiện là họ xem người lúc này giống như chư phật vậy đây là thật chứ không phải là giả Cho nên tôi thường nói Những đại chúng niệm Phật Trong niệm Phật đường này Mỗi người đều là Phật Là không có khác gì So với trên kinh này nói Bởi vì Lúc bạn ở trong niệm Phật đường Buông xả vạn duyên Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật Vậy thì bạn tương ưng với A-di-đà Phật một niệm tương ưng một niệm phật niệm, niệm niệm tương ưng niệm niệm phật bạn không phải là phật thì ai là phật chứ chúng ta ngày nay những người hộ trì hộ pháp người cúng dường chúng ta là chân thật đang cúng dường chư phật như lai phước này lớn biết bao bạn rời khỏi niệm phật đường tiếp xúc với mọi người sự vật lại khởi tâm động niệm thế thì bạn lại lui sụp lại thói chuyển rồi việc tu hành như vậy là hết tiếng lại thói có điều hiện nay bạn vẫn chưa có đi vào ba đường ác nhưng bạn thói chuyển rồi lại tạo nghiệp Tam độ Quả báo tam đồ vẫn chưa hiện tiền Vậy thì vẫn không quan trọng Cho nên thời gian huân tập Ở trong niệm Phật đường Ở trong giảng đường Càng dài càng tốt Chúng tôi hy vọng tương lai xây dựng Thôn Di Đà Niệm Phật đường niệm Phật Mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn Hiện nay là làm được 12 giờ Tương lai hy vọng làm được 24 giờ Đạo tràng như vậy Nếu như ở trong đó an định tâm lại được Ở được 3 năm Thì đâu có lý nào không thành tựu chứ Đây chính là thâm nhập một môn Huân tu trường kỳ sức mạnh này sẽ rất lớn năm ba năm nhất định sẽ thành tựu pháp môn tịnh tông thật sự là có thể khiến tất cả chúng sanh tội khổ thành Phật ngay trong đời này. Pháp môn này vô cùng thù thắng. Chúng ta đều là chúng sanh tội khổ, tại vì sao chúng ta không thể thành tựu nổi trong một đời trước? Do không đủ duyên. Không có cơ hội. Nói thật ra, có thiện căn, có phước đức mà không có nhân duyên. Hôm nay xây dựng niệm Phật đường Xây dựng thôn di đà Chính là xây dựng nhân duyên Được độ cho tất cả chúng sanh Khiến cho ba điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên của bạn Thấy được đầy đủ Bạn sẽ thành tựu ngay Trong đời này có phần nắm chắc giảng sanh Bớt thoái mà thành phật là thành tựu ngay trong đời này cho nên chúng ta biết phát ra một niệm thiện tâm thì quỷ thần cũng xem bạn giống như phật vậy bạn là chư phật quá khứ hiện tại dĩ lai xem bạn giống như chư phật ba đời vậy sách chư tiểu quỷ cát hữu đại lực cặp thổ địa phận tiện lịnh vệ hộ đại quỷ vương nhìn thấy liền sai tiểu quỷ tiểu quỷ đi chăm sóc cặp thổ địa phận chứ thổ địa chúng ta gọi là thần thổ địa sai những tiểu quỷ và những thần thổ địa đi bảo vệ thông thường người ta gọi là phù hộ họ phù hộ không phải phù hộ con người là bởi vì bạn làm việc thiện họ mới phù hộ việc thiện này chắc chắn là do một chút thiện tâm đó một chút thiện niệm đó mới cảm động quỷ thần đến bảo vệ bạn thế nhưng người thế gian thường hay hiểu sai ý nghĩa họ mong cầu quỷ thần bảo vệ bảo vệ cái gì bảo vệ tham sân si của họ vậy thì sai rồi phù hộ họ thăng quan phù hộ họ phát tài phát tài to rồi họ trở lại cúng dường quỷ thần ra điều kiện với quỷ thần ngày giúp tôi phát tài một triệu tôi sẽ cúng dường ngày mười nghìn hành động này là gì hối lộ quỷ thần họ làm việc xấu Hy vọng quỷ thần giúp đỡ họ Thành tựu họ làm việc xấu Như vậy không những không được quỷ thần giúp đỡ Mà quỷ thần còn đến làm hại họ Cho nên quỷ thần làm ác là rất nhiều Làm như vậy sẽ cảm được là ác quỷ, ác thần họ cũng có thể giúp bạn phát tài sau khi phát tài rồi sẽ khiến cho bạn thất bại thảm hại thần mà bạn cảm được không phải là chánh thần mà là tà thần tà mỹ là yêu ma quỷ quái chánh thần sẽ rời xa bạn không đến bảo vệ bạn đạo lý này chúng ta nhất định phải biết việc thiện của bạn nhất định là thiện tâm nhất định là thiện niệm khác biệt là ở chỗ này tâm địa tà ác dù hàng ngày lễ bái thần lễ bái Bồ Tát cũng vô ích nhất định là không tương ứng Cho nên một đạo tràng Mà người trụ trì đạo tràng Và đại chúng ở trong đạo tràng Tâm không ở nơi đạo Trong tâm cũng là làm chuyện Danh vọng lợi dưỡng tham sân si mạng Thứ hỏi đạo tràng này có Phật Bồ Tát hay không? Không có Đắp lên là hình tượng Phật Bồ Tát Thế nhưng Phật Bồ Tát nhất khoát Sẽ không đến đạo tràng này những người nào đến vậy yêu ma quỷ quái giả mạo Phật Bồ Tát ở nơi đây lừa gạt chúng sanh, cái bạn cảm được là yêu ma quỷ quái, người bạn lễ bái là yêu ma quỷ quái không phải là Phật Bồ Tát. Những quỷ thần này bảo vệ bạn. Bên dưới nói bất lệnh ác sự hoành sự. Ác bệnh hoành bệnh Nải chí bất như ý sự Cận ư thử Xá đẳng xứ Hà hướng nhập môn Đều ở một niệm thiện Chân thật Thiện cảm ứng với thiện bạn có quỷ thần bảo vệ bạn Trong giới kinh của Phật có nói Khi bạn thọ trì tam quy Liền có 36 vị thần hộ pháp Ngày đêm bảo vệ bạn Bạn giữ ngũ giới giữ được một giới liền có năm vị thần hộ giới bảo vệ bạn giữ trọn năm giới liền có hai mươi lăm vị thần hộ giới bảo vệ bạn bạn tu thập thiện chính là trên kinh chỗ này nói những quỷ dương này sẽ sai khiến tiểu quỷ thần thổ địa bảo vệ bạn chúng ta đều thọ tam quy rồi cũng có thọ ngũ giới thọ bồ tát giới vì có những vị thần hộ pháp này bảo vệ hay không chưa chắc tại vì sao nói chưa chắc giới mà bạn thọ là giới danh tự là trên hình thức chứ không phải thực chất bạn thọ tam quy bạn có quy hay không bạn có y hay không nếu như chỉ mời một vị pháp sư tổ chức nghi thức cho bạn trên thực tế bạn vẫn chưa quay đầu bạn vẫn chưa nương tựa bạn vẫn giống như trước đây vậy thì người này không có thần hộ pháp tam quy quy là thật sự quay đầu y là từ nay về sau thật sự đã có chỗ nương tựa phải tương ưng với những gì bạn nương tựa bạn mới là chân thật quy y bạn mới có thể cảm được thần hộ pháp bảo vệ bạn không phải nói là một cái hình thức hình thức không có tác dụng cho nên từ trong đoạn kinh văn này chúng ta có thể thể hội được đều là ở một niệm chân tâm tuyệt đối không phải hư vọng quy là quay đầu quay đầu từ đâu vậy quay đầu từ mê ta nhiễm phải nương vào giác chánh tịnh đây là điều kiện cơ bản nguyên tắc cơ bản của học phật quý y phật ý nghĩa của chữ phật là giác chúng ta phải từ mê hoặc quay đầu lại nương vào giác Giác mà không mê Đối với người, với sự, với vật Mọi lúc, mọi nơi Giác mà không mê Thì bạn mới gọi là quy y Phật Tam quy này bạn đã thọ một điều Ở mọi lúc, mọi nơi Chúng tôi vừa rồi mới nói khởi tâm động nghiệm phân biệt chấp trước chính là mê là bất giác không khởi tâm không phân biệt không chấp trước đó là giác đó là không mê chúng ta có làm được không làm được thì bạn mới là chân thật quy y pháp là chánh tri chánh kiến phật tri phật kiến không phải vọng tưởng vọng tưởng là tri kiến sai lệch từ tri kiến sai lệch quay đầu lại nương vào chánh tri chánh kiến vậy thì gọi là quy y pháp ý nghĩa của chữ tăng là thanh tịnh là hòa hợp Không những phải sáu căn thanh tịnh Giả lại khi chung sống với tất cả đại chúng Nhất định phải tuân thủ lục hòa kính Người khác có tuân thủ hay không Không liên quan gì đến ta Ta nhất định phải tuân thủ Như vậy bạn mới là tam quy Danh phù hợp với thực Bạn mới được 36 vị thần hộ pháp Phù hộ bạn Nếu như tổ chức tam quy Trên hình thức vẫn cứ mê mà không giác tà mà không chánh nhiễm mà không tịnh như cũ thì không có một vị thần hộ pháp nào thần hộ pháp xem bạn có phải thật sự quy y hay không nếu thật sự quy y dù không có hình thức thì hộ pháp cũng hộ trì bạn thần hộ pháp là nói thực tế chứ không nói hình thức ở trên hình thức dù được cao tăng Đại đức nổi tiếng Có tu hành tổ chức nghi thức cho bạn đi nữa Cũng không có tác dụng gì Vấn đề là bạn chân thật làm được Dù không có người làm hình thức quy y cho bạn Cũng có tác dụng Năm xưa lúc tôi mới học Phật Đại sư chương gia đã nói với tôi như vậy Đại sư Trương Gia dạy tôi học giới Làm được một điều là bạn đã thọ được một điều Chứ không phải ở hình thức đăng đàn Việc đó thì không có tác dụng gì Thầy bảo tôi đi học giới Nhất định phải thật sự làm được Làm được một điều Thì điều này bạn chân thật đắc giới rồi Bạn đắc được một điều giới rồi bạn mới cảm được thần hộ giới bảo vệ bạn Trên hình thức đã thọ giới rồi Mà không thọ trì được Không thể làm được Thế là phạm hai tầng tội Thứ nhất là bạn phạm tội làm ác Thứ hai là bạn phạm tội phá giới Cho nên tạo hai tầng tội Nhất định phải làm Nghiêm túc nỗ lực mà làm Từng giây từng phút nhắc nhở chính mình Cho nên thời <laughs> nay đọc tụng Đại Thừa là vô cùng quan trọng Trong Tam Phước của Quán Kinh nói Tin sâu nhân quả Đọc tụng Đại Thừa Đối với người hiện nay của chúng ta mà nói Là vô cùng quan trọng Tuyệt đối không được lơ là. Bởi vì mỗi ngày bạn đọc, bạn mới biết mình cần phải làm như thế nào. Bạn không đọc thì làm sao biết được chứ? Tin sâu nhân quả thì tâm cảnh giác của bạn sẽ cao. Mới chân thật có thể làm đến được không mê, không tà, không nhiễm. Bạn tin sâu nhân quả. Nên phải biết mê tà nhiễm chắc chắn đọa đường ác. Mạng sống của chúng ta quá ngắn ngủi Mấy mươi năm một cái khảy móng tay thì hết rồi Việc gì phải tạo tội nghiệp chứ Việc gì phải chiêu cái quả báo khổ như vậy Cho nên bạn chân thật tin Thì bạn sẽ không làm cái việc này rồi Hiện tại cho dù sống khổ một chút Cũng có thể cắn răng chịu đựng qua ngày Không sao cả Một chút khổ này có đáng gì chứ vì sao có thể được đại tự tại Được đại quan hỷ Trước mắt vì ham muốn chút xíu tiện nghi nhỏ này Mà sau này phải thọ đại khổ Cho nên người không hiểu nhân quả Người không tin nhân quả Họ mới dám làm Người tin nhân quả Họ nhất định sẽ không làm quỷ dương nói họ có tâm thái như thế nào đối với tất cả người có tâm thiện người làm việc thiện chúng ta ở chỗ này đã hiểu rõ rồi tâm thiện hạnh thiện thì ác quỷ cũng đến ủng hộ bạn cũng không làm tổn hại bạn Phật tán quỷ dương thiện tai thiện tai Phật nghe họ báo cáo xong Vô cùng hoan hỷ Và khen ngợi họ Nhớ đẳng cập giữ Diêm La Do Diêm La là quỷ dương lớn nhất Năng như thị ủng hộ thiện nam nữ đẳng họ tham gia pháp hội tại cung trời đau lợi này pháp hội này của như lai là pháp hội chân thật ở trong đây lời của mỗi người nói ra biểu hiện của mỗi người đều bộc lộ ra từ trong tâm chân thành hoàn toàn không có một mảy may hư vọng nào cho nên những biểu hiện này của họ được phật khen ngợi phật khen thưởng họ cũng lợi ích cho những quỷ dương này ngộ diệt cáo phạm vương đế thích lệnh hộ vệ nhữ đây là quả báo của họ họ có thể phát tâm hộ niệm những người thiện này thì phật cũng khuyên bảo đại phạm thiên vương đao lợi thiên chủ đến hộ vệ họ đây là thiện có quả báo của thiện nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy chúng ta cần hiểu đạo lý này cho thật sâu hiểu cạn thì không được rồi phải hiểu cho thật sâu sau đó bạn mới biết tu thiện cái hay của tu thiện lợi ích của tu thiện bạn cũng chịu làm rồi bày ngay trước mắt chúng ta người hiện đại bất luận là người trung quốc hay người nước ngoài có người nào mà không thích tiền của chứ đều bị tiền của làm cho mê rồi thời trước đây lúc thế hệ của tôi còn trẻ Đại khái Trước 30 tuổi Đều xem Tiền của sắc đẹp Danh vọng ăn uống ngủ nghỉ Rất lợt lạ Đều có một chút hoài bảo Muốn lập công lao sự nghiệp Hay là một việc gì đó Cho quốc gia dân tộc Vẫn còn cái ý nghĩ này nhưng người tuổi trẻ hiện nay Bạn đi hỏi thử xem Phát tài là đứng đầu Làm sao kiếm tiền Nó hoàn toàn khác so với cách nghĩ của chúng tôi thời đó Đừng nói là biết chuyện 20 tuổi trở lên là biết chuyện rồi Trong đầu óc của mỗi người luôn nghĩ làm sao kiếm tiền Môn học họ học ở trong trường Phải học ngành kiếm tiền Phải học những bộ môn này Tương lai giàu trong xã hội Nhất định làm ngành kiếm tiền Ngành nào không kiếm được tiền thì không làm Nếu như bạn quan sát tỉ mỉ thêm Bạn thử hỏi học sinh tiểu học Học sinh tiểu học lớp 1, lớp 2 Làm sao kiếm tiền Vì đầu tiên là phải kiếm tiền Vậy thì quá nguy hiểm rồi đây là giáo dục thất bại hoàn toàn rồi tự tư tự lợi đạt đến đỉnh điểm rồi xã hội còn có thể ổn định được sao lời mạnh phu tử nói trên dưới cùng nhau tranh lợi thì quốc gia này sẽ nguy hiểm rồi Xã hội ngày nay Thật sự nhìn từ trên xuống dưới là gì Lợi đặt ở hàng đầu Đạo không có Nghĩa không có Lễ cũng không có Không cần gì cả Chỉ có tranh lợi mà thôi Mỗi người đều tranh lợi Thì chẳng phải đánh nhau Sức đầu mẹ tráng hay sao Xã hội hiện nay Chúng ta xem thấy ở trong tin tức Mỗi địa phương đều có báo động Cướp giật Họ làm gì vậy? Tranh lợi Tranh không được thì cướp Làm những việc gì? Làm những việc tổn người lợi mình Câu nói tổn người lợi mình này Là sai rồi Không thể nói như vậy được nếu như mọi người đều nói như vậy, mọi người đều làm chuyện tổn người lợi mình. Tổn người thì không thể lợi mình được. Tổn người là hại mình. Chúng ta cần chỉnh sửa lại câu nói này. Khi mọi người nghe tổn người hại mình thì họ sẽ không làm chuyện tổn người nữa. Vì sao vậy? Họ không hại mình. Tổn người lợi mình thấy không có quan hệ gì, nên giết thêm vài người cũng không sao, chính mình phát tài là được rồi. Sai rồi tổn người nhất định là không lợi mình không lợi mình còn ở phía sau tương lai nhất định đọa ba đường ác chuyện nhân quả ở trong phật pháp nói rất thấu triệt nói rất rõ ràng thiếu nợ nhất định phải trả nợ nợ mạng nhất định phải đền mạng bạn giết người tương lai nhất định sẽ bị người giết không thể trốn được bạn giết thêm một người giết thêm một chúng sanh thì tương lai bạn sẽ bị họ giết thêm một lần nữa ngay cả động vật cực nhỏ cũng không được phép giết nó nó có mạng sống nó cũng có tâm sân hận bạn giết nó tương lai khi nó có thế lực nó nhất định sẽ giết bạn Phật nói rất hay Khi nhân duyên gặp nhau Thì quả báo vẫn phải tự nhận Bạn lừa người ta Thì nhất định sẽ bị người ta lừa bạn Bạn ước hiếp người ta Thì nhất định người ta sẽ ước hiếp bạn Nhưng như thế nào Thì nhất định sẽ gặp quả báo như thế đó Chúng ta hiểu sâu sắc đạo lý này Tại vì sao không làm người tốt? Tại vì sao không làm thêm việc tốt? Làm người tốt làm việc tốt, bạn sẽ gặp quả báo tốt. Thế nào gọi là việc tốt? Tiêu chuẩn của việc tốt là gì? nhất định phải đọc kinh đại thừa bạn mới biết việc nào là việc tốt quả báo của việc tốt là gì việc tốt đích thực của thế gian là sự nghiệp bồ tát hiện nay thông thường chúng ta gọi là phật sự phật sự là việc tốt chân thật nhưng dùng từ phật sự là sợ người ta hiểu lầm phật sự là gì tụng kinh cho người chết đó gọi là phật sự vậy thì quá đổi sai lầm rồi cho nên hiện nay thuyết pháp là việc vô cùng vô cùng khó khăn thường khiến cho người ta nghe thấy sanh ra hiểu lầm chữ phật này là dùng âm tiếng phạn của ấn độ dịch thành ý nghĩa của nó là trí huệ là giác ngộ phật sự chính là tất cả việc mà chúng ta ở trong đời sống thường ngày làm bạn đều phải có trí huệ đều có giác ngộ như vậy tất cả mọi việc đều gọi là phật sự thuật ngữ danh từ chúng ta nhất định phải hiểu cho thật rõ ràng minh bạch Chúng ta đối với người sự vật Đều phải nương vào trí huệ cao độ Dùng cách nói hiện nay để nói là dùng lý trí Không phải cảm tình Cảm tình là mê Lý trí là giác Đối nhân sự thế chúng ta phải có lý trí Không dùng cảm tình Đời sống của chúng ta Dùng là trí huệ cao độ đây gọi là Phật sự Phật sự như vậy mọi người sẽ quan hỷ Mọi người rất vui lòng Chúng ta nhất định phải hiểu rõ Cho nên trong tất cả tâm hạnh Sự tướng Thì các gì của Phật Bồ Tát là viên mãn nhất Thù thắng nhất Những việc mà Phật Bồ Tát làm không có khác gì so với đời sống hiện thực của chúng ta. Chỉ là chuyển ý nghĩ trở lại một chút. Chuyển mê tà nhiễm thành giác chánh tịnh. Thì đời sống của bạn là Phật sự, công việc của bạn là Phật sự, bạn đối nhân xử thế việc nào cũng là Phật sự. Quả báo của Phật sự vô cùng thù thắng. Hạnh phúc mỹ mãn chân thật Là sống đời sống của Phật Bồ Tát Được rồi hôm nay chúng ta chỉ dẫn đến đây A-di-đà Phật